Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Grey đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay ngay bây giờ các bạn nhìn nè, chữ gì đây? Skibidi Base 2, có nghĩa là căn cứ thứ hai của tụi Skibidi các bạn à. Thì hôm bữa chúng ta coi tập 21 á, thì có nói là căn cứ thứ hai của tụi Skibidi đã được tìm thấy rồi, được thành lập. Và tụi nó sẽ có một nhiệm vụ, đó chính là đánh bom nguyên tử vô nhà của chúng ta các bạn. Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện ở đây, cái chuyện là chuyện bình thường thôi. Bây giờ tiêu điểm chính là cái cọng xích này nè các bạn ơi, nè thấy không? Trên cái cọng dây xích này có một cái mũi khoan rất là bự. Và nhiều bạn đã nghĩ là đây là anh Titan Drillman đúng không? Không có đâu. Đây thật ra là một anh Slender Drillman các bạn à. Bởi vì các Titan hiện tại đang bận rồi các bạn. Titan Cameraman với Titan Drillman thì đang bận với những con Skibidi gớm ghiếc. Titan Speakerman thì đang nằm viện rồi các bạn à. Thế cho nên là bây giờ anh Slender Drillman sẽ là người tới đây trước để giải quyết vụ án này nha các bạn nha. Bên đây mình thấy có một con Skibidi nhìn rất là giống như con UFO nè. Rồi ở bên đây là một con Skibidi gớm ghiếc, trên đầu có một anh camera và ở dưới là có một cái đầu của anh Speakerman. Bên đây là một con Skibidi phun lửa nha các bạn nha. Để coi là tập thứ 22 lần này anh Doom Studio sẽ làm những gì trong tập này nha các bạn. Sẵn sàng video chưa? Sẵn sàng để lại cho video này một nút like để ủng hộ cho mình, và đừng quên rằng nhớ bấm thêm nút đăng ký kênh ở phía dưới nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu video thôi. Let's go em ơi. Ok các bạn ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi Lick Skibidi Toilet Multiverse tập thứ 22 để coi là ngày hôm nay có những gì do bạn Zero Anime phân tích nha các bạn nha. Và tất nhiên là trong video này sẽ có luôn bạn Bùm Đồng Mê các bạn. Bình thường mình hay xem một bạn, xong rồi các bạn kêu anh Jay ơi xem anh kia đi. Thế cho nên là ngày hôm nay mình mời luôn Zero Anime và Bùm tham gia vô video này với mình luôn, được không các bạn? Nếu mà được thì nhớ để lại cho video này một nút like ủng hộ cho mình nha các bạn nha. Và ngay trên đây nhìn đi các bạn ơi, đây là một tấm fan art mà của một bạn fan gửi cho mình. Bạn ấy biết là mình thích Titan The Real Man nên bạn ấy đã gửi cho mình, nhưng mà sao tự nhiên đang tô màu một nửa thì không tô màu nữa vậy ta. Tô màu có một nửa các bạn ơi, và bạn ấy cũng tự chấm điểm luôn 10 điểm. Ok anh Jay chấm cho em 9 điểm rưỡi thôi biết sao không? Phải tô màu hết mới được 10 điểm, với tô có nửa bên sao 10 điểm được đó các bạn. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu video nha các bạn nha. Và có nhiều bạn cũng thắc mắc, đặt ra mình thắc mắc cho anh Jay là anh Jay ơi sao em gửi cho anh mà anh chưa cho em lên TV. Trời ơi, thông cảm cho anh nha, tại vì một ngày bây giờ mình nhận tới gần 1000 email về những tấm hình fanart như thế này các bạn à. Thế cho nên là mình phải từ từ tập trung suy luận từ từ, từ dưới đếm lên để mình lấy từng bạn để mình đưa lên TV nha các bạn. Nên các bạn nào mà chưa tới á thì cố gắng chờ đợi, mai mốt sẽ tới thôi các bạn à. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu video nha. Rồi mới vô ông Zero Anime lại cho coi thời sự nữa. Chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Chào Zero Anime nha. Phân tích Skibidi Toilet đa vũ trụ. Cái phim này có mình trong đó các bạn coi chưa? Coi rồi là phải tìm anh chạy trong đây nha các bạn nha. Mình trong phim này của Doom Studio. Vừa qua, tập 22 Skibidi Toilet đa vũ trụ vừa được ra mắt với những tình tiết vô cùng hấp dẫn. Ok. Đánh dấu sự trở lại của Titan Cameraman sau tập 19. Ok. Hôm nay chúng ta sẽ tập 21 chứ Zero. Tập 22 là 21 mới ra. Skibidi Toilet đa vũ trụ tập 22. Ok. Thứ hai, dự đoán diễn biến Skibidi Toilet tập 22. Để coi chuyện gì xảy ra. Dự đoán thời gian chính thức Skibidi Toilet đa vũ trụ được ra mắt trước khi đến với video. Dễ lắm. Bây giờ anh kinh của anh Doom Studio mà muốn coi lúc nào anh ra clip rất là dễ nha các bạn nha. Các bạn cứ nhớ rằng một cái câu huyền thoại mà anh hai mình đã nói, anh Đa Phu á, anh nói là Doom Studio hay ra video vào thứ bảy lúc 8 giờ tối nha các bạn. Oh my god. Wow. Anh Doom Studio ra video hơi bị chuẩn, còn anh Đa Phu thì anh ra video hơi tùm lum, tại vì mình ảnh làm hơi làm hơi lâu. Đừng quên like, đăng ký, bật chuông thông báo để nhân ba. Nhớ like đến cái kênh của tụi mình nha các bạn nha. Giờ thì hãy tìm một địa điểm thật lý tưởng ăn miếng bánh uống chén trà để ăn miếng bánh uống chén trà. Ngày hôm qua, có nước đâu uống. Studio vừa chia sẻ cho chúng ta một bức ảnh leak về Skibidi Toilet tập 22 trên Discord của mình. Ok. Anh ấy viết rằng các Drew đến cuộc giải cứu. Trong khung hình, chúng ta thấy một Drewman với những xúc tu và những chiếc mũ khoan xung quanh. Slender The Real Man nè các bạn, nhìn rất là giống như Slender luôn các bạn. Nhìn y chang luôn nha. Nhân vật này có ngoại hình tương tự như Real Woman. Có lẽ Real anh Woman ta là một phiên bản nam của Real Woman chăng? Ok, anh hai của Real Woman á. Chúng ta thấy những tên Skibidi bao quanh Drewman này. Dường như họ đang trong một cuộc chiến nào đó. Ok. Và chúng ta có thể thấy anh ta vô cùng mạnh mẽ.
một mình anh cưng hết. Skibidi trong bốn tên Skibidi này. Wow. Ngoài ra, chúng ta có thể thấy anh ta có một kích thước vô cùng to lớn. Anh có tới 4 cái xúc tua lận các bạn. Nào 1, 2, 3, 4 là một lần có thể win tới 4 người liên tục với bảy giây 4 hướng. Thậm chí khi anh ta cúi mặt, anh ta vẫn có kích thước lớn hơn một tên Skibidi. Ghê, ngầu bự 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 bự. Studio cũng tiết lộ vị trí tiếp theo của tập 22. Căn cứ thứ hai. Căn cứ thứ hai của lũ Skibidi. Ok. Hãy nhớ lại tập 21 Skibidi Toilet Đa Vũ Trụ. Liên minh đã tìm thấy căn cứ thứ hai và yêu cầu các đặc vụ đến phá hủy căn cứ này ngay lập tức. Chính xác. Tuy nhiên, Titan Ryuman không thể đến đó ngay lập tức vì anh ta đã bị ngăn cản bởi lũ Skibidi. Ok. Với tập 21, hai Titan người đều mắc kẹt luôn. Xuất hiện chiến đấu cùng Titan Ryuman. Tuy nhiên, ông tiến sĩ ổng đang cố gắng giữ chân hai anh Titan này để hai ảnh không tới được cái căn cứ thứ hai để phá hủy các bạn à. Skibidi là quá nhiều, vì vậy họ không thể tiêu diệt được toàn bộ chúng trong một khoảnh khắc. Đúng rồi. Và Titan Speaker Man hiện tại cũng không thể đến căn cứ thứ hai chiu, bởi chiu. Vì anh ta đang bị thương và đang được sửa chữa ở một căn cứ nào đó. Ok. Hãy nhớ lại một điều rằng bất cứ trận chiến nào hướng đến phòng thí nghiệm, quân liên minh đều mang theo một Titan. Tuy nhiên, lần này không có. Có vẻ như sẽ không có bất cứ một Titan nào đến bởi vì họ đang bận rộn chiến đấu và sửa chữa. Chết rồi, lần này là những nhân vật lõ phải đứng lên chống lại tụi Skibidi các bạn ạ. Ngoài ra, căn cứ này được bao bọc bởi một ngọn núi, dễ phòng thủ, khó tiến công. Chính vì vậy mà rất khó để tìm thấy nơi này. Chết vì luôn vậy, các đặc vụ mới liên tục hối thúc các Titan đến nơi này như ở tập 21. Ngoài ra, chúng ta thấy một tên Skibidi với chiếc camera trên đầu. Dường như đây là một công cụ đi gớm ghiếc. Có lẽ chúng đang thu thập dữ liệu về chiến đấu và điểm yếu của các đặc vụ để nghiên cứu chăng. Ngoài ra, chúng ta còn thấy một tên Skibidi có một chiếc bình đựng gì đó. Skibidi phun lửa. Chiếc bình này có chứa axit bên trong. Và điều đó acid rất nguy hiểm với đặc vụ này. Nó vừa phun lửa mà vừa phun axit luôn các bạn. Oh my god. Bây giờ, hãy dự đoán diễn biến Skibidi Toilet Đa Vũ Trụ tập 22. Ok, Zero. Hãy đến với những giả thuyết về sự bắt đầu cuộc chiến. Giả thuyết đầu tiên, tập 22 sẽ bắt đầu trận chiến giữa Ryuman này với những tên Skibidi khác. Uh-huh. Và đây... Ê, không biết tập 22 này có chị Clock Woman luôn ta. Lâu quá mình không gặp lại chị ấy, mình nhớ chị ấy các bạn à. Ui mà sao fan art vẽ không ai vẽ cho mình TV Woman với Clock Woman nhiều quá ta. Các bạn toàn vẽ mấy anh tay tịnh, vẽ mấy chị đó, mình chị mới khoái vậy cơ. Sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Giả thuyết thứ hai, tập 22 sẽ tiếp nối tập 21. Ok. Và chúng ta sẽ thấy sự kết hợp vô cùng hoành tráng giữa Titan Ryuman và Titan Cameraman. Vậy là một trận chiến giữa Titan. Trận chiến sẽ bắt đầu bên trong phòng thí nghiệm. Và một trong các đặc vụ sẽ khám phá những bí mật của nơi đây. Hời ơi. Bây giờ hãy đến với dự đoán về ai sẽ là người xuất hiện trong Skibidi Toilet Đa Vũ Trụ tập 22. Đúng rồi, cái này là cái mình cần nghe các bạn à. Ai sẽ là người xuất hiện trong tập thứ 22 lần này đây? Đầu tiên, những nhân vật chính xuất hiện trong tập này chính là các Ryuman. Bởi vì trong phần mô tả thì Doom Studio cũng nói về điều đó. Ok. Thứ hai, có lẽ là một trong các đặc vụ sẽ khám phá bên trong phòng thí nghiệm. Tôi cho rằng, nhiều khả năng, sự trở lại của Plunger Cameraman và Speaker Woman sẽ xảy ra. Let's go, ML! Wait a minute. Speaker Woman? Cái này là phải cho ông bùm nó mới đúng chứ. TV Woman đâu? Nhưng mà họ kể có anh Cameron Kirito cũng đã buồn. Ok. Hoặc có một sự kết hợp giữa bộ ba nhân vật nữ TV, Cameraman, Speaker và Plunger Cameraman để khám phá phòng thí nghiệm. Hình như là có TV. Quên, TV Woman. Elite Clubman và Izo Toilet cũng sẽ tham gia vào công cuộc khám phá. Elite Clubman các bạn. Dạo gần đây mình cảm thấy cũng khá là thích cái ông Elite Clubman này các bạn à. Tại vì biết sao không? Tại vì ông cũng sim. Nếu người khám phá là những cameraman bình thường hay một đặc vụ bình thường, nhiều khả năng khi người đó đúng. Đọc được cuốn sách tận thế Skibidi thì họ sẽ bị giết ngay lập tức. Sim. Ba, liệu Titan TV có xuất hiện ở tập sau? Tôi cho rằng, với tình hình hiện tại thì sự xuất hiện của Titan TV Man là vô cùng hợp lý. TV Man hài. Titan TV Man xuất hiện sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo hiện tại. Nè. Bởi vì... Nhưng mà bởi nhiều bạn kêu đây không phải là chị Club Woman đâu, mà đây là chị Elite Club Woman nha các bạn nha. Ây, giống như là cái ông Elite Cameraman vậy. Ông nội Elite Cameraman, ổng cũng mê TV Woman giống mình. No, God, please, no, no. No! Chúng ta chỉ còn hai Titan trên chiến trường và một bình Titan tĩnh thôi, từ từ. Còn Titan Clockman chắc chắn sẽ không kịp hồi sinh để tham gia. Thằng này nó quýnh lâu quá. Bây giờ hãy dự đoán thời gian ra mắt Skibidi Toilet Đa Vũ Trụ tập 22. Ok. Tôi cho rằng Skibidi Toilet Đa Vũ Trụ sẽ được ra mắt vào lúc 20 giờ thứ 6 hoặc thứ 7 tuần này. Thứ 6 hoặc thứ 7? Lại là bầm đấy. À, chào ông nha. Ok. Cách đây vài giờ, tập 20 Skibidi Toilet Multiverse đã biến mất khỏi kênh của Dom Studio.
tập 20 của anh Doom Studio bị biến mất hả các bạn? Một số lời đồn đoán rằng dạ bầm Đa Phúc Buôn đã làm việc này. Vậy sự thật đằng sau anh Đa Phu đã làm chuyện đó là anh Đa Phu đã báo cáo bản quyền hả? Không phải đâu mà mới, anh Đa Phu là bạn thân của anh Doom Studio bà. Là gì? Ủa cái gì vậy ta? Lại thông tin nhá. Chính xác là Đa Phúc Buôn đã đánh gậy bản quyền kênh của Doom. Ủa? Ủa anh có nghe xin lộn không vậy bầm ơi, để mình mở tiếng to to lên mày ơi. Anh có nghe lộn vậy? Em nói gì vậy? Bầm xin đính chính lại thông tin nhá. Chính xác là Đa Phúc Buôn đã đánh gậy bản quyền kênh của Doom. No bro, wait a minute. Không phải đâu bầm ơi, không phải đâu. Trời ơi, chắc là mấy thằng giả đó bầm. Nhưng mà là Đa Phúc Buôn giả mạo. Ok, ông bùm mày làm mình hết hồn các bạn à. Thì bạn ấy kêu là Đa Phúc Bùm, nhưng mà Đa Phúc Bùm giả nha các bạn nha. Hay quá. Nói một cách khác hơn, là một người dùng hoặc là tổ chức nào đó ok vào Đa Phúc Bùm để đánh quậy bản quyền Skippy Toilet Multiverse tập 20. Tiêu luôn các bạn ơi. 20:47 giờ Việt Nam, Doom Studio đã chết cho rồi, bị dính bản quyền và tát tất cả mọi người vào. Anh viết Simline Espeson 20 got removed by a fake account pretending to be Da Phúc Buôn. YouTube is full of surprise. We are trying to get the video back. Nếu như mình dịch là có vẻ như tập 20 đã bị gỡ bỏ bởi vì một tài khoản giả mạo Da Phu. YouTube có thật nhiều bất ngờ và chúng tôi đang cố gắng để cho video đó quay trở lại. Wait a minute. Nghĩa là có vẻ như tập 20 đã bị xóa bởi một tài khoản giả mạo Da Phúc Buôn. Ok bấm. Có quá nhiều điều bất ngờ. Chúng tôi đang cố gắng lấy lại video. YouTube này nhiều khi nó bị khùng lắm em. Nhiều khi nó bị khùng. Nói bạn nghe, YouTube mà nhiều khi nó bị khùng. Nó cũng làm kinh doanh dây hoài à. Điều đặc biệt là trong bức ảnh mà Doom đăng tải cùng dòng thông báo, chúng ta thấy tên của Da Phúc Buôn rất kỳ lạ. Wait a minute. Da Phu chấm hỏi chấm than bùm. Nhiều bạn nhìn vô đây thì các bạn nghĩ là ủa anh trai ơi, cái tên này đâu có gì đâu, mình kỳ lạ anh trai. Không có đâu. Anh Da Phu á, có một cái đặc điểm là các bạn phải nhớ anh mấy bạn mới làm được. Thì đây Da Phu này là giống là bình thường không bạn. Nhưng mà nghe cái chỗ này nè, là dấu chấm than, xong rồi dấu chấm hỏi, xong rồi chữ bùm, xong rồi dấu chấm than. Thì người ta đã đổi hai cái ký hiệu này với nhau. Là đây là tài khoản giả nha các bạn nha. Nó là Đa Phú chấm hỏi chấm than bốn chấm than. Nhưng ok phải là đó Đa Phú chấm than chấm hỏi ok chấm than. Thấy không, Bùm cũng biết cái chuyện này các bạn à. Chấm hỏi và chấm than đã bị đổi chỗ cho nhau. Đúng rồi đó Bùm. Một điều thần kỳ nào đó, YouTube lại chấp nhận khiếu nại bản quyền của tài khoản fake lòi mắt này. Quay và mê một gậy 90 ngày vào mặt Doom. Mình nghĩ là những cái người mà làm Da Phúc Buôn giả này á, đó chính là những đứa anti fan các bạn à. Tụi nó anti fan anh Da Phúc, xong rồi mà tụi nó đánh bản quyền anh ấy, mà bây giờ anh ấy không bị gì nữa nên tụi nó quay qua tụi nó đánh bản quyền anh Doom Studio nha các bạn nha. Và trong tương lai nó quay qua đấm mặt mình. Nó mà đấm mình hơn mình mét anh Da Phu anh hai mình cho nó biết. Tư cả. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Hai sự việc Da Phúc Buôn bị đánh gậy lần trước và Doom bị đánh gậy lần này cho thấy khả năng xử lý bản quyền của YouTube còn nhiều hạn chế. Chính xác. Không nghĩ một công ty tỷ đô lại tạo ra sai sót kiểu này, không chỉ một lần mà là hai lần. Không phải hai lần đâu Bùm, anh Da Phu anh dính mấy lần luôn á Bùm. Không phải hai lần ở hai chủ đề khác nhau, mà là cùng một chủ đề Skibidi Toilet. Đúng rồi. The hell? Mấy người làm trong YouTube này mấy người bị gì á bạn? Tự nhiên thấy tên Da Phu hay giống giống cái trò với bên quyền luôn. Sai cùng một chuyện hai lần liên tiếp. Mình mong rằng YouTube sẽ có được sự cải tiến tốt hơn về báo cáo bản quyền trong thời gian sắp tới. Ok Bùm. Chơi lành mạnh hơn cho các YouTuber lớn. Và đương nhiên rồi, mong rằng Doom Studio sẽ gỡ được gậy sớm. Nhưng mà theo anh nghĩ thì Doom Studio cũng sẽ gỡ được cái gậy bản quyền đó thôi. Tại vì cái video đó là anh Da Phu anh cũng cho mà. Chỉ có cái tài khoản kia là tài khoản giả thôi các bạn à. 22 Skippy Toilet Multiverse. Thôi đừng buồn nha. Vẫn sẽ được ra mắt đúng như dự kiến. Ok Bùm. Thông tin về vấn đề bản quyền Skippy Toilet Multiverse tập 20, hãy like, đăng ký kênh Bùm. Ok, cảm ơn Bùm nhiều nha.
tránh bị dắt mũi bởi nguồn tin cho nổi nhá. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Bye bye. Và mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều về đã xem video của mình ngày hôm nay. Nếu bạn thích video này, nhớ để cho video một nút like nha. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye. Yeah.